đấy, nhấc ra là giống hệt cái kia, giống hệt kia thôi, đúng không? Đẹp đấy, bỏ này ra ngoài kia, vứt ngoài kia. Đây cái vứt để hôm nay cái nóc nhà trong phòng giữa đấy, nên nóc, nó gọn gàng ạ. Có vít không? Đấy, cái con này lại có ốc vít nhá. Cái con trước kia này không có nhá. Cái con ở nhà kia là không có ốc vít nhá. Con này được hai cái ốc vít để bắt khiển. Vậy nó cái kia là bao nhiêu nhỉ? 8 đúng không? Cái gì? 8 phân này. 8 phân này vào đây này, 8 phân cả củ bì ở đây. Đặt đây này. Đấy. Cái này vẫn chán nhựa bóng này. Đấy. Đẹp lắm, con này đẹp lắm. Con này. Bên kia. Cái thằng cục này. Nhá. Yeah. Thế nào? Thế rồi đúng không? Thôi, thôi. Có phải cái đâu. Nhấc lên mà. Đấy. Đuổi. Nhấc lên vào. Cái này dàn đồng sáng choang. Đồng vàng mà. Đồng vàng ống. Đồng vàng ống. Rồi, ngon rồi, ngon rồi. Cũng thế. Xem trong đấy có vít không? Không. Không có nữa. Rồi bóc ăn đấy 4 cái rác co thôi. Không có vít. Đâu đấy? Đi. Đưa ông đồng đây. Ông đồng đâu rồi? Đồng đợi vất mãi trên kia. Ông bóc bê nhau cái thùng ở đấy đi mày. Đâu? Đâu thế ông đồng đâu? Đồng giấu ở đây tôi. Ui tì. Đấy phải rộng thế này thì mới làm. Thế này phải lấy 3 mét đóng đồng để vất lên lóc. Sợ 3 mét không đủ. Thang chứ. Từ cái đồ nó cao này. Cao. Thang ấy, lấy thang vào đây. Cái này. Cái này 3 mét đóng đồng sợ vẫn thiếu. Cái này 3 mét đóng đồng sợ vẫn thiếu thôi ạ. Đo đi. Tôi nói ông nhá, cái này cái đi văng này nó đua ra nhá. Là coi như là phải nó đua ra này là phải 1m2. Làm mày làm thật. Đo. 1m1, 1m2. Ừ. Còn có thang vào đâu? Ra đây nhá. Cái đi văng này đua. Riêng cái đi văng này đã mất của nó là 2m5 đồng rồi. Nó phải đua mất 1m2. Thế còn độ cua. 1m dài 3m. Dài ngoài này. Cắt 3m, cứ cắt 3m đồng nào vừa. Vừa đâu, còn ở trên mà. Ở trên đấy ông trèo lên à, ông xem trong trèo lên nóc nào. Trèo nóc nó thì vớt ngay ra đây được. Chốc nữa nhá, đưa lên cái mái nhà thấp kia. Xong rồi mới chuyển sang mái nhà cao này thì là mới lên được. Đấy, tôi nhìn vết ngay mà, 1m25. Đi văng nó đua kinh như thế cơ mà. Thế phải cắt 1m25 là gọi là thế gọi là đúng 2m5 ông đồng rồi. Thế là độ cua nó là cắt 3m là vừa đấy. Thấy chưa? Thấy chưa? Để tôi lên tôi xem trên đây nó có như nào không? Ờ, ông treo lên trên đấy là nó có ok không? Ăn được ngay không? Ngói chống nóng thì bỏ ngói ra. Đây nhá. Xếp gạch lên. Để ở đây hay là để ở trong? Để trong nhưng gió thổi bay bão nó bay mất xuống đất. Còn phải gối xốp cao su cho nó. Đấy, để cái chỗ đấy. Đấy, phẳng không? Đẹp không? Chốc đưa con máy này lên cái máy thấp kia. Xong đưa dần lên. Em có dây thừng. Hả? Ừ, để chỗ đấy. Đấy, để thế. Một mét 25. Chỗ đấy được 50 phân không? Cứ cắt 3m là đủ. 50 phân 6 vậy. Ui giời, khỏe thế. Thôi rồi, để đấy, tí nữa hai thằng kênh. Để đấy đừng cho ở nhà ấy, bạn chặt lắm. 1m25 là 1m7 này. Hả? À. Bật mấy quả roi ngăn. Cái này 1m nữa này.
mấy hôm nay nó ít chứ mấy hôm nọ nó đầy dụng. 3 mét đóng đồng là vừa nhá, cứ cắt 3 mét. 3 mét. Vặt vặt xuống đây ăn á. Bạn này con nước có đá là xinh hấp, nắng háo lắm. Làm xong rồi nghỉ con này không nghỉ. Nha.